Chào mừng các bạn đến với Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với các độc giả đọc sách, thì độc giả nhận được lợi ích gì khi đọc sách Bạn Là Triệu Phú? Thì theo từng đối tượng mà chúng ta nhận được nhiều lợi ích khác nhau, như đối với các em học sinh cấp 3, chọn nghề chọn trường, thì tương tác từ bước 1 tới bước 5 của công cụ chọn nghề, hành nghề. Trong đó, sách là bước 2, giúp cho các em học sinh trải nghiệm nghề bằng những hình ảnh thực tế, sinh động và biết được trọng tâm thành công với nghề là gì. Đối với người đi làm, từ cấp nhân viên đến quản lý, thì tương tác công cụ chọn nghề, hành nghề từ bước 1 đến bước 7. Trải qua các bước này sẽ giúp bạn đạt được thành công nhanh và bền vững. Vì khi đó, bạn đã nắm rõ được cơ cấu tổ chức, bạn biết được ý nghĩa của từng chức năng để thấu hiểu và phát huy tinh thần đồng đội. Đặc biệt, bạn biết rõ trọng tâm của thành công và thăng tiến là gì. Còn đối với quý doanh nghiệp, để trường tồn thì sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề ở bước 2, 3, 5, 7 để nắm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, biết giao KPI giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, cũng như biết cách áp dụng đánh giá năng lực trong tuyển dụng giúp cắt giảm hơn 80% chi phí tuyển dụng và tiết kiệm hơn 50% chi phí đào tạo phát triển đội ngũ. Bắt đầu câu chuyện cho cuộc đời thành công. Tác giả dẫn dắt các bạn vào phần giới thiệu về bánh xe cuộc đời. Đó là một tình huống thực tế, thú vị, đã thúc đẩy tác giả viết được phần giới thiệu đầy cảm xúc mà đa số bạn đọc đều ấn tượng và ghi nhớ. Vâng, nghề nghiệp là niềm vui, là hạnh phúc. Nếu không sửa sai thì chắc chắn sẽ sống mãi trong niềm day dứt và tiếc nuối. Các bạn hãy xem bánh xe cuộc đời của bản thân mình hiện như thế nào thông qua trang web bạnlàchiephu.com. Tác giả của quyển sách này và tạo ra công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, đó là Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp với hơn 18 năm quản lý tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Anh Nguyễn Vũ Tâm, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tính cách MBTI toàn cầu, từng giữ các chức vụ giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản, giám đốc chi nhánh. Hai tác giả Nguyễn Vũ Tâm và Huỳnh Thị Thu Hằng còn là đồng sáng lập công ty tư vấn và đào tạo Ba Lần. Sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam miêu tả rõ các hoạt động hàng ngày của nhiều ngành nghề khác nhau bằng những hình ảnh thực tế sinh động. Với gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, tác giả giúp cho độc giả tiếp cận được với thực tế theo giá trị của doanh nghiệp, theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Tác giả quy các ngành nghề theo 3 nhóm tương ứng với cơ cấu tổ chức để bất kỳ ai, bất kỳ độc giả nào cũng có thể hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của nghề nghiệp mình và của người khác. 3 nhóm đó là trực tiếp bán hàng, cung cấp nguồn lực và trực tiếp sản xuất. Với khối trực tiếp bán hàng và cung cấp nguồn lực trong tổ chức thì đã có đầy đủ trong sách. Riêng khối trực tiếp sản xuất thì sách này đang đáp ứng với đa số các ngành nghề thông dụng trên thị trường. Sau đây, mời các bạn trải nghiệm thực tế một phần của mô tả hướng dẫn viên du lịch trong sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Khởi đầu câu chuyện hướng dẫn viên du lịch, tác giả đã dẫn dắt bạn đọc bằng câu chuyện thực tế. Hợp kế hoạch húy của hướng dẫn viên, gặp mặt đoàn du lịch trước khi tour du lịch được tổ chức. Sau phần giới thiệu bao quát và trọng tâm về nghề, tác giả dành sự tâm huyết của mình với độc giả khi cùng với hơn 20 họa sĩ khắp đất nước tạo ra trải nghiệm thực tế bằng tranh sinh động. Đặc biệt, trong những câu chuyện thực tế sinh động này, độc giả sẽ nắm được bí quyết của nghề.
Riêng về hướng dẫn viên du lịch, bạn sẽ trải nghiệm được các hình vẽ tuyệt đẹp của các khu du lịch, nỗi khó khăn của nghề phục vụ khách hàng, các kỹ năng cấp cứu cần thiết, hỗ trợ hết mình trong nhiều tình huống của các hướng dẫn viên để làm hài lòng khách hàng. Tiếp tục là các hình ảnh, câu chuyện về cứu hộ rất sinh động, kịch tính và đẹp mắt. Sau khi trải nghiệm bí quyết của nghề hướng dẫn viên du lịch, độc giả sẽ nhận biết được môi trường làm việc của nghề như thế nào, để những ai chưa bước chân vào nghề đều biết rõ mình sẽ sống với môi trường làm việc đó ra sao. Để những ai muốn bước vào nghề hướng dẫn viên du lịch, muốn được lên chức cao hơn, lương cao hơn, có được cơ hội chuẩn bị tinh thần trước. Một bạn đã nói rằng, làm hướng dẫn viên du lịch sướng lắm đó, được đi nhiều danh lam, được tham quan nhiều thắng cảnh, mà lại còn miễn phí nữa. Có đúng vậy không hả các bạn? Hãy trải nghiệm các trang 570, 575 của sách Bạn là triệu phú để biết thêm nhé. Khi bạn đã biết rõ về nghề rồi, thì bạn cần biết trọng tâm thành công của nghề hướng dẫn viên du lịch là gì. Nói thì đơn giản như vậy, chứ đa số mọi người, thậm chí nhiều người đã có đi làm, đã có nhiều năm kinh nghiệm lâu năm mà vẫn chưa biết trọng tâm thành công của nghề mình đang làm là gì đâu nhé. Chính vì thế mà đa số mọi người đều có thu nhập thấp, khó khăn trong việc thăng tiến, lên chức là vậy. Riêng với những ai đang làm hoặc muốn làm quản lý, muốn làm chuyên viên hướng dẫn viên du lịch thì phải nắm rõ được nội dung này để không phải khổ sở trong quản lý, trong việc đánh giá hiệu quả làm việc, trong việc quyết định thưởng, bổ nhiệm. Mục tiêu chính KPI của hướng dẫn viên du lịch là gì? Bạn hãy đón xem trang 582 của sách Bạn là triệu phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Khi bạn đã biết rõ về nghề, sự trọng tâm của thành công trong nghề hướng dẫn viên du lịch, thì bạn cần biết được năng lực làm việc, năng lực giải quyết công việc thực tế của bạn như thế nào khi làm công việc này. Bạn cần cải thiện gì, bạn cần phát triển ra sao và bạn cần tập trung nội dung nào để có thể thành công nhanh và bền vững. Để làm được điều này thì bạn được tặng một mã cào trị giá 150.000 đồng ở bìa gấp phía sau của quyển sách để trải nghiệm được thực tế năng lực của bạn trong nghề hướng dẫn viên du lịch ở bước 3 của trang web Bạn là triệu phú. Với sứ mệnh phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, công ty Palen đã phát triển công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với niềm khát khao cháy bỏng là tăng thu nhập của người Việt Nam trong top đầu ASEAN. Bạn hãy là người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN bằng cách hành động như công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để liên hệ sách Bạn là triệu phú hay công ty tư vấn đào tạo cân bằng Balance, các bạn có thể vào trang web Facebook bạnlatriệuphú.com hoặc liên hệ số điện thoại hotline 0839257290, 0839256011. Xin cảm ơn các bạn.